Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh ô tô hay. Một chiếc Kia Morning sản xuất 2019 phiên bản số sàn máy 1.25 mang biển kiểm soát Hải Phòng 15K04727. Đấy, sơn xi màu trắng nguyên bản. Tư nhân sử dụng, không taxi dịch vụ. Một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Và chiếc xe này thì chủ xe đã lên rất là nhiều đồ. Đấy, la răng đúc, 4 quả la răng khá là chất lượng. Màn hình Android cam nùi, cam hành trình. Độ loa súp trầm, gương kính cụp xòe xi nhan trên gương rồi. Rất đầy đủ rồi. Về quý vị các bạn chỉ việc đi thôi. Đấy, không cần phải đầu tư thêm bất kỳ một khoản phí nào cả. Kia Morning này thì có kích thước chiều dài là 3,5m nhá, 3,5m. Nó nhỏ gọn. Tích hợp với mọi địa hình và nhất là địa hình trong phố, trong đô thị. Quả lang ra la răng rất là chất lượng. 4 quả lốp mới. Hạn đăng kiểm dài tháng 7 2023. Sơn xi màu trắng này, sơn xi này. Nội thất đẹp. 2019. Phần cột kèo keo chỉ đây cực kỳ đẹp, tắp đi 4 cánh này rất là đều. Quả loa tép chất lượng chưa, phần tắp lô này cực kỳ đẹp nhé. Màn hình OLED xịn sò, đề lỗ start top, vô lăng bọc nhựa mềm, vô lăng hai chấu. Kia Morning này thì vô lăng đã trợ lực lái điện rồi, rất là nhẹ nhàng, rất thích hợp đi trong đô thị. Điều hòa chỉnh tay, phiên bản số sàn hộp số 5 cấp. Đấy, công suất cực đại của khối động cơ vào khoảng 107 mã lực. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó vào khoảng 5,5L được hỗn hợp. Đấy, chân lỉ nguyên bản này. Đấy, nội thất ghế da màu ghi xám, có đục lỗ đàng hoàng. Phần ốc vác bàn này đây, nguyên bản. Phía dưới đây là quả súp trầm này, hàm trải xịn sò, cửa đóng rất là chắc, chân kính nẹp mưa đầy đủ hết rồi. Đấy, chiếc xe này thì đi khi mua về thì chủ xe trang bị rất là đầy đủ. Súp xịn sò luôn nhé. Hàng ghế thứ hai nội thất khá đẹp. Anten vây cá mập rồi, đèn dấu phẩy. Ngoài ra thì chủ xe còn trang bị thêm 4 mắt cảm biến nữa. Phần khoang cốp này, lốp sơ cua, thiết bị kích lốp đầy đủ. Vâng, hiện tại thì chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 268 triệu đồng. 268 triệu đồng thì bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc. Đấy, ship xe tận giường cho quý các bạn nhé. Quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh chúng em để được cập nhật cái mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên. Đấy, quý vị và các bạn theo dõi kênh để lựa chọn cho mình, cho gia đình một chiếc xe đi lại tránh mưa tránh nắng phù hợp với nhu cầu đi lại và giá cả. Đấy, trong cái tầm tài chính nhà mình, nó rất tiết kiệm nhiên liệu. Đây là phần gầm bệ này, đương nhiên rồi, 2019 cơ mà. La răng đi rất đẹp luôn. Đó,
Bình xăng của Kia Morning là 35 lít. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ tầm 5 lít hơn thôi. Cột keo keo chỉ đây. Máy thảo trải đầy đủ hết rồi. 268 triệu đồng bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Gương kính chỉnh điện. Đây là phần tem mác sản xuất này. Thaco phân phối nhé. Đó, cửa đóng chắc. Đây là bảng táp lô đồng hồ dạng analog. Xe này thì đây cam hành trình này. Đó. Đấy, khóa điện này. Vâng, hiện tại thì chiếc xe nó đang bị hết bình nhá. Đấy, nên em sẽ thay bình mới là ok thôi. Chuyển xe nó lên là màn hình OLED này. Android kết nối bộ SIM 4G nhá. Đèn LED start top. Đó, cảm biến lùi rất đầy đủ rồi. Đấy, đây là phần gương cụp xe. Cam hành trình. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần khóa máy cho quý bạn xem. Đấy, phần táp đi cánh này rất là đẹp. Đèn rất sáng. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Kia Morning sản xuất 2019 phiên bản số sàn máy 1.2 tư nhân không taxi dịch vụ. Kia Morning này sử dụng máy có dung tích là 1.25, trang bị 4 máy. Đó, máy số zin, phần keo đuôi chuột này. Ốc áp vuông đét. Và đương nhiên rồi, 2019 thì phải là còn nguyên bản rồi. Chắc chắn là như vậy rồi. Ốc áp bần này đây, vuông đét. Công suất cực đại của khối động cơ này vào khoảng 86 mã lực và mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó chỉ hơn 5 lít hỗn hợp thôi. Đó, chạy ngoài đô thị có khi chỉ 4 lít thôi nhé. Đó. 04727. Kia Morning 2019 phiên bản số sàn máy 1.2 tư nhân sử dụng không taxi dịch vụ. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 268 triệu đồng. 268 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, xin được kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh Ô Tô Hay. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui, luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.